Thời gian gần đây, những vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thông tin mới nhất, một vụ cháy lại vừa xảy ra tại một xưởng gỗ ở Bắc Giang khiến cho một người tử vong và bốn người khác bị thương. Nguyên nhân của vụ cháy là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào dạng sáng ngày 24 tháng 3 tại xưởng sản xuất gỗ của một hộ dân tại thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã tập trung ứng cứu. Các lực lượng chức năng địa phương đã cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an huyện Hiệp Hòa cũng đã có mặt kịp thời để dập lửa. Đến 1 giờ 55 phút ngày 24 tháng 3, ngọn lửa đã được dập tắt. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa 5 nạn nhân, gồm vợ chồng ông Vũ Văn Xê, sinh năm 1977, cùng ba cậu con trai ra khỏi đám cháy và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị ngạt khói, bỏng nặng nên một người con của ông C là Vũ Đức Giờ, sinh năm 2008, đã tử vong. Ông C bị gãy tay, chân, vợ của ông C và hai con trai bị bỏng nhẹ. Vụ hỏa hoạn đã tiêu dụi toàn bộ số gỗ, máy móc, tài sản, một ô tô, hai xe máy tại khu nhà xưởng rộng 450m2, ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng. Theo lãnh đạo xã Hợp Thịnh, vào chiều ngày 23 tháng 3, gia đình ông C có hàn xì tia lửa bắn sang khu chứa mùn cưa, dẫn đến nguồn lửa âm ỉ và bốc cháy. Trong ngày 24 tháng 3, ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Vũ Văn C 5 triệu đồng. Vụ cháy đã khiến 5 người thương vong và thiệt hại tài sản vô cùng lớn. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân đã không may thiệt mạng trong vụ cháy. Một lần nữa, đây lại là lời cảnh tỉnh trong việc thi công hàn xì, nhất là tại các xưởng gỗ hoặc các vật liệu dễ cháy, cần hết sức cẩn trọng để hạn chế tối đa mọi nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn.